Nhiệm vụ của em là hãy đối xử với ông thật tốt, đối xử với bà thật tốt. Giống như vai trò mà thầy nói, sứ mệnh của người, con người sinh ra là phải báo hiếu. Và hãy làm điều đó thật tốt với hai ông bà. Và ngày nào ông bà còn chấp nhận ngôn ngữ giao tiếp của nhau và còn sống được với nhau, thì có nghĩa là ngày đó họ còn có một niềm vui ẩn ở nấp ở đâu đó mà mình không đọc được. Thì nó mới có cái nhân duyên để họ tồn tại chứ. Phật nói là gì? Thành cũng do duyên, mà diệt cũng do duyên. Thì chắc là hai ông bà nó phải còn duyên ẩn, thì họ với gì? Không rời nhau đi chứ. Hoa Cỏ Mai có đặt câu hỏi: A-di-đà Phật, thầy ơi, thầy cho con hỏi tư vấn. Ông bà nhà con năm nay đều 7-8 tuổi, nhưng ngay từ ngày trẻ ông có tật nghiện rượu, càng về già càng chửi bới bà, dữ dằn, tổn thương bà cả về tinh thần và thể xác. Con vô cùng xót xa, có khuyên bà buông tay nhiều lần, nhưng bà theo sách nhà Phật, bà nói mà mắc nợ nên phải trả. Con có theo dõi thầy nên hiểu đó là do hai ông bà ở hai vòng tâm thức khác nhau. Con mong thầy cho con lời khuyên để ông không còn làm khổ bà nữa. Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy buổi tối an lạc. Thực ra thế này, bạn phải hiểu thế này, ông bà năm nay 78 tuổi và nói như vậy thì đã chung sống với nhau chắc được khoảng trên 60 năm rồi. Vậy thì tất cả những tật thói hư, tật xấu của ông và cái xấu xa của ông chắc chắn là bà hiểu hơn em bây giờ. Những cái thứ xấu xa và điểm tốt của bà thì chắc chắn ông cũng hiểu về bà hơn em hiểu bà. Nhưng lúc trẻ thì mình còn bảo là hay là hai người họ vì hợp nhau tình dục mà họ sống với nhau. Nhưng đến tuổi 78 này rồi, nó không còn phần thân xác nữa, mà hai ông bà vẫn ở cạnh nhau để lo cho nhau được. Mặc dù ông tệ hay không tệ là theo góc nhìn của em, nhưng rõ ràng là ông vẫn thấy cần sống ở bà, cạnh bà, chứ nếu không ông đã rời đi. Và ngược lại, bà cũng cho rằng chuyện đó là việc bà cần nên làm, vì giống như trả nợ của vô lượng kiếp vậy. Vậy thì rõ ràng hai người họ đang giao tiếp với nhau một cách bình thường theo ngôn ngữ bạo lực mà em định nghĩa. Nhưng rõ ràng cái ngôn ngữ giao tiếp của hai ông bà đã diễn ra hơn 60 năm nay rồi. Tạm thời chúng ta giống như kiểu là coi đến là ngôn ngữ giao tiếp đi. Ví dụ ngôn ngữ của tiếng Thái là cọc rạch cọc loạn, ví dụ như vậy, thì chúng ta nghe thấy mà trời ơi sao mà nó đau mồm quá. Ngôn ngữ của Nhật thì làm sao ạ? Nói nhanh, pop 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 pop, trời ơi sao nó mệt mỏi quá. Ngôn ngữ của Việt Nam thì nó chậm hơn, thì có khi họ bảo trời ơi sao bọn này nó nói chậm sốt ruột quá. Không? Vậy thì chẳng qua nó là một cái loại ngôn ngữ giao tiếp. Và chính vì cái ngôn ngữ giao tiếp và họ cũng rất hiểu nhau, cho nên họ chấp nhận cái ngôn ngữ giao tiếp đấy, thì họ mới sống bằng đấy nào. Thế thì bây giờ là thôi, 78 tuổi rồi, qua bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu bài học, ông cũng có thay đổi được đâu. Bà cũng vẫn đón nhận đấy thôi. Vậy thì em đau khổ làm gì mà cứ đòi điều chỉnh một người đã 78 tuổi rồi. Chúng ta đón nhận đi, chúng ta đón nhận đi. Đừng cố gắng điều chỉnh người khác khi họ vẫn thấy mọi chuyện đang ổn. Mình làm mọi thứ nó phức tạp lên. Cho nên nhiệm vụ của em là hãy đối xử với ông thật tốt, đối xử với bà thật tốt.
giống như vai trò mà thầy nói sứ mệnh của người, con người sinh ra là phải báo hiếu, và hãy làm điều đó thật tốt với hai ông bà. Và ngày nào ông bà còn chấp nhận ngôn ngữ giao tiếp của nhau và còn sống được với nhau thì có nghĩa là ngày đó họ còn có một niềm vui ẩn ở nấp ở đâu đó mà mình không đọc được, thì nó mới có cái nhân duyên để họ tồn tại chứ. Phật nói là gì? Thành cũng do duyên mà diệt cũng do duyên. Thì chắc là hai ông bà nó phải còn duyên ẩn thì họ với gì không rời nhau đi chứ. Mà đến năm nay 78 tuổi rồi mà giờ này mình cứ đòi điều chỉnh duyên thì điều chỉnh kiểu gì? Điều chỉnh nhân nữa chứ. Thôi nhá, hãy sống vui vẻ, đừng tự làm khổ mình và tiếp tục làm lây sang những người xung quanh để làm mọi chuyện nó phức tạp lên. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.